Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Bọn mình tôi Quốc nha, thì em mới về được một cặp loa L26 được cáp và một con Sansui khủng long QRX5500A nha các bác, mới keng nha. Những con này em đã quay về và cùng với hai bộ mixer ULX B4 Beta 87A về được hai tay. Đẹp coi như gần như mới luôn các bác. Hàng sưu tầm nha. Một bộ là giá 13 triệu nha các bác, bộ giá 13 triệu nha. Còn L26 được cáp này thì giá là 12 triệu nha các bác, 12 triệu nha. L26 được cắt giá 12 triệu. Đẹp keng nha, đẹp long lanh luôn á. Từ Anico nha các bác. Đây là keng em nó. Hai bộ mixer Beta 87A giá 13 triệu một bộ nha. Và con này là con QRX5500A là phiên bản nâng cấp của con 5500. Mới long lanh sexy 7 màu, giá là 22.500.000. 22.500.000 nha các bác. Đây mới keng nha. Bác nào yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Mới về được vài sản phẩm, một cặp loa và một con amply và hai bộ mixer.